Thầy xin chào tất cả các em học sinh thân mến đã đến với tiết học ngày hôm nay. Các em đã biết cách thực hiện phép nhân các phân số. Bài học hôm nay giúp các em thực hiện phép chia phân số qua bài phép chia phân số. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ trong sách giáo khoa trang 135. Hình chữ nhật ABCD có diện tích 7 phần 15 mét vuông, chiều rộng là 2 phần 3 mét. Tính chiều dài của hình đó. Như vậy đề bài cho chúng ta hình chữ nhật ABCD có diện tích 7 phần 15 mét vuông, chiều rộng là 2 phần 3 mét, yêu cầu chúng ta tìm chiều dài của hình chữ nhật này. Thì muốn tìm chiều dài hình chữ nhật ta làm như thế nào? Như các em đã biết, muốn tìm chiều dài hình chữ nhật khi chúng ta biết diện tích và chiều rộng thì ta sẽ lấy số đo diện tích chia cho số đo chiều rộng thì sẽ bằng chiều dài chúng ta tìm được. Như vậy chúng ta có phép tính 7 phần 15 chia 2 phần 3. Trong phép chia này, số bị chia là 7 phần 15. Đây là phân số thứ nhất. Số chia là 2 phần 3. Đây là phân số thứ hai. Như vậy 7 phần 15 chia 2 phần 3 là phép chia phân số. Kết quả của phép chia này chính là chiều dài mà chúng ta cần tìm. Để thực hiện được phép chia phân số 7 phần 15 chia 2 phần 3, ta thực hiện như sau. Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Như vậy chắc chắn các em sẽ thắc mắc phân số thứ hai đảo ngược là gì? Phân số đảo ngược tức là ta hoán đổi vị trí từ tử số xuống mẫu số và từ mẫu số lên tử số. Phân số 2 phần 3 đảo ngược thành phân số 3 phần 2, hay ta có thể nói phân số 3 phần 2 gọi là phân số đảo ngược của phân số 2 phần 3. Từ đó ta có phép tính 7 phần 15 chia 2 phần 3, thì thầy sẽ thực hiện 7 phần 15 thầy nhân với phân số 2 phần 3 đảo ngược thành phân số 3 phần 2. Thầy sẽ thực hiện như sau. Thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, thầy có 7 nhân 3, 15 nhân 2, thầy sẽ bằng phân số 21 phần 30. Các bạn lưu ý 21 phần 30, phân số này chúng ta rút gọn được thành 7 phần 10. Vậy chiều dài hình chữ nhật là 7 phần 10 mét. Để tính xem kết quả của phép chia này chúng ta làm có đúng hay không thì thầy và các em cùng thử lại nhé. Các em đã học cách thử lại phép chia. Ta lấy thương 7 phần 10 nhân với số chia là 2 phần 3. Nếu kết quả bằng số bị chia 7 phần 15 thì ta làm đúng. Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính 7 phần 10 nhân 2 phần 3. Thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, thì thầy có 7 nhân 2 bằng 10 nhân 3 thì thầy bằng 14 phần 30. 14 phần 30 này thầy sẽ rút gọn bằng phân số 7 phần 15. Kết quả 7 phần 15 này bằng với số bị chia. Vậy ta thực hiện phép chia này đúng. Vậy để thực hiện phép chia hai phân số ta làm thế nào? Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Các bạn lưu ý phân số thứ hai phải là phân số đảo ngược nhé. Và đây cũng là ghi nhớ để các bạn học thuộc và làm bài tập cho thật tốt. Tiếp theo, thầy có ví dụ. Ví dụ đầu tiên, 2 phần 5 chia 3 phần 4. Thầy làm như sau. Thầy lấy 2 phần 5, thầy nhân với phân số 4 phần 3. Phân số 4 phần 3 này là phân số đảo ngược của phân số 3 phần 4. Thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Thầy lấy 2 nhân 4, 5 nhân 3. Thầy bằng phân số 8 phần 15. Tiếp theo, thầy có phân số 1 phần 3 chia 1 phần 2. Thầy làm như sau. Thầy lấy 1 phần 3, thầy nhân với phân số 2 phần 1. 2 phần 1 này là phân số đảo ngược của phân số 1 phần 2. Như vậy, sau đó, như vậy thầy tiếp tục. Thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Thì thầy sẽ bằng 1 nhân 2, 3 nhân 1. Thì thầy sẽ bằng phân số 2 phần 3.
Như vậy để khắc sâu kiến thức hơn, thầy và các em cùng sang phần thực hành. Trong phần thực hành của tiết học ngày hôm nay, theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, chúng ta sẽ làm bài 1. Bài 1 chúng ta sẽ làm 3 phân số đầu, sau đó chúng ta làm bài 2 và cuối cùng chúng ta làm bài 3A. Bây giờ chúng ta sang bài số 1. Bài số 1 đề bài yêu cầu chúng ta viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau. Đề bài cho chúng ta 3 phân số: 2/3, 4/7 và 3/5. Thầy sẽ làm mẫu bài phân số đầu tiên. 2/3 thầy đảo ngược thành 3/2. Hai phân số còn lại cho bạn tiếp tục thực hiện nhé. Sang bài tập số 2, đề bài yêu cầu chúng ta tính. Đề bài cho chúng ta bài A, B, C. Bây giờ là thầy sẽ làm mẫu bài A. Bài A, thầy có phân số 3/7 chia 5/8. Thầy sẽ thực hiện như sau. Thầy lấy 3/7 nhân 8/5. 8/5 này là phân số đảo ngược của 5/8. Thì thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Thầy lấy 3 nhân 8, 7 nhân 5 bằng 24/35. Bài B, bài C các bạn tiếp tục thực hiện. Tiếp theo thầy sang bài 3A. Đề bài yêu cầu chúng ta tính. Bài 3A này đề bài cho chúng ta 3 phép tính: 2/3 nhân 5/7, 10/21 chia 5/7, 10/21 chia 2/3. Thầy lần lượt thực hiện từng phép tính. Phép tính đầu tiên, thầy lấy tử số nhân tử số, 2 nhân 5, 7 nhân 3 thì thầy sẽ bằng 10/21. Phép tính thứ hai thì thầy áp dụng ghi nhớ chúng ta vừa học để thực hiện. Thì thầy lấy 10/21 nhân với 7/5, thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, thầy được 10/7/21 nhân 5 bằng 70/105. Phân số 70/105 này thầy sẽ rút gọn thành phân số 2/3. Phép tính tiếp theo, 10/21 chia 2/3 thì thầy cũng thực hiện tương tự. Thầy lấy 10/21 nhân 3/2, thầy lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số thì thầy được 10 × 3, 21 nhân 2 thầy bằng phân số 30/42. Phân số 30/42 này thầy rút gọn thành phân số 5/7. Như vậy qua 3 phép tính này, các bạn hãy nêu nhận xét về mối quan hệ giữa 3 phép tính. Như quy tắc tìm thừa số chưa biết không chỉ áp dụng với số tự nhiên mà còn áp dụng với phân số. Khi ta lấy tích của hai phân số chia cho một phân số thì sẽ bằng phân số còn lại. Đây là mối liên hệ giữa 3 phép tính. Như vậy bài học của thầy đến đây là kết thúc. Các em tiếp tục làm các bài tập còn lại. Thầy xin chào tất cả các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt.